mình cho mấy đứa kia không lên chụp ảnh cùng với trẻ con đấy ạ. Có chứ, kiểu gì chẳng làm 2-3 phút. Ai anh về anh nấu, anh về nấu dần là vừa. Nhưng mà nó quái, nó đông quá. Anh ngồi sao cho quả bóng nó cân lại. Bóng ở đây, chắc là bác Ngọc. Bố không đá sân này, tối về bố đá sân 2 mét. Đây, bác con mượn bóng gì? Đó bác Ngọc đưa cho. Bố bảo đá cho mệt đi, tối còn có lý do trốn. Tối về bố đá sân khác. Bao phút à? Em tưởng 35. 30 hay là 35 anh? 30. Mà có xe không anh Tiến này? Có. Mày ở chân nhà anh ấy nhá. Đứng đứng gọn nào, có nào. Đứng ở trong đây. Rồi, hồng đi, bỏ hồng đi, bắt cánh thôi. Đang về nào, bố nó đi đập đi lại, nó. Đá phí bóng. Không có sát. Thì bố một ra được. Hoặc là muốn đá thì ra hẳn cái sân ngoài kia mà đá kìa, cái sân kia không ai đá kìa, đấy, rủ các bạn ra đấy mà đá. Đây là anh bốp bột kìa kìa. Ôi, tốt quá nhỉ. Ê, cô này đá kinh ấy nhỉ. Bắt đầu đập 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 cột xa. Cô này nhìn dáng. Đấy, đấy. Em có anh Tiến thì chỉ sửa bọn trẻ con nha. Đấy, người đá rồi đấy, Hưng đá rồi đấy. Đó đấy. Về làm dâu. Ôi, tí thẳng thế.
Cày thú, cày thú. Đâu vậy thôi. Chút vào thủ môn quán. Đổi lên, đổi lên, đổi lên, đổi lên. Tốt rồi, tốt rồi, qua người. Để người tốt. Con được muốn đá không? Ai con với ai đá? Sân sân bên kia kìa, sân góc sân bên kia kìa. Thế con hỏi anh hai, anh xem hai có đá không? Anh có đá bóng không? Đá bóng ra sân ngoài kia nhá, ra chỗ góc sân kia đá nhá. Đi ra đây. Cổ sân. Đi, ra đi ra đây. Chắp vào, chắp cái chắp vào. Tuấn. Phạt 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 phạt. Bắn nhẹ nhàng thôi. Bắn nhầm. Bóng đá nhẹ nhàng thôi nhá. Toàn chân mình thôi. Sát lên, sát lên. Một thằng chưa. Đi lao vào trong đi, đi lao vào trong đi. Ông nào? Bảo ơi, làm gôn đi, không phải. Gôn đi. Bảo ơi. Trời ơi, Duy ơi, phí thế. Không có gôn. Bảo hút này tí đi. Tốt lắm. Tốt. Hay quá. Tú, con nét đấy, đá con nét đấy. Ôi ơi. Anh Tú hạn chế chuyền bóng thôi, chuyền bóng không ấy đâu, chân này. Đá như thế là được đấy. Không tay đâu. Không, tâm nó khác, tâm nhỉ? Thách cái, tâm cũng đỡ. Nghĩ trở quen rồi. Đá mà anh chủ nhật anh biết mà. Quét đi, quét đi. Đá đi, đá đi. Lỗ rồi, chúng mày ơi. Đá đi, có coi. Chưa coi, đá đi. Tài tổ chức phát rồi chứ. Chậm chậm thôi, tổ chức đá phạt cứ chậm chậm mà tổ chức thôi. Bảo hút đi, bảo hút cột hai đi. Duy, bơm vào trong Duy ấy. Khởi động đi, 5 vòng. Chiến đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Sút! Đừng đùa với con. Cháy ngay đấy. Thôi được manh động nha. Anh Cường ơi, để lên đây này, anh Cường để lên đây này. Cường kiếm lắm nhé. Tuân nó cùn lên nó ấy đấy, nó hay hay ấy lắm đấy. Tuân nó khóc lên hay ấy. Anh đã dặn. Dặn nó, anh dặn nó đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có 2 quả. Ngón này mà thua nữa là thôi đấy. Chấp chấp nhá. Ngoài có người mà rồi.
đi ơi, điểm sau, đi ơi. Nhiều khi gây ức chế mà cố gây ức chế để đá. Sút biên mà, sút biên mà. Hay quá. Kìa, Duy kìa. Khống chế bóng đi. Đây là mấy thằng to đấy. Mình ngồi ghế ngồi ạ. Đẩy bóng sớm đi. Hay rồi. Sút tốt đấy. Sút cầm. Bài đấy. Thế là bật còn là theo bài đấy. Sút bài đấy. Giờ mới hung vào. Hở ra đâu sút chết đấy. Đấy là cho sút sát thủ đấy. Chuyển cho thủ môn đi thì tiền. Thủ môn đã không đá được chân thì. Thủ môn thì không đá chân thì cứ chơi chuyền. Sao? Anh Tú ơi, bỏ quả chuyền đi con đi. Giảm chuyền lại cho thủ môn thôi. À, thủ môn mình là mẹ bóng đấy là cứ vung lên mà phá rồi, đéo phải giữ nữa. Rồi, ông mẹ cứ nhìn nhìn. Bên nó khỏe ấy, mấy thằng nó tì nó ẩy khỏe đấy. Dí mà dịp tâm ra là nguy hiểm. Thủ môn tầm đấy cũng phải vung luôn. Vô địch ăn được quả nhỉ? Ăn rồi á? Đã vào rồi. Đá hộ nào đâu? Vào rồi. Vô địch áo trắng à? Ừ, áo trắng. Láo không biết. Thua đội này 3-0 này. Ờ. Không phải nhìn bóng quá lắm theo người. Đông lên hôm nay ra chơi. Vào rồi. Ngó. Dưỡng thật vẫn chưa khỏi. Kéo lên được về thôi anh. Hay. Đánh ngay cửa ơi.
Thòng mình nó phải rắn thế chứ không gài người như rắn vài người để qua chết rồi qua nguy hiểm. Để ý sút kia, sút tuyến 2 kìa. Để ý xong lên nhá. Bên bên nào. Bài đấy mà. Giữ lại, chuyền đi, chuyền đi. Nhìn vào đá. Bắt quả ấy nhiều khi cứ phải rơi chân lên, rơi đầu gối lên. Đi đây, sút đấy, sút. Chuyền đi, chuyền đi. Chuyền đi, sút làm gì vào đây. Đá bên sân kia. Đội bạn khỏe đấy. Đó, tìm người ẩy bắn thôi. Và mình có đi đá bóng không? Giữa lại, giữa lại. Đội nó to khỏe hơn, nó tì đè tốt. Đội mình mới đâu đội to mấy đằng to kia chầy chật chứ không kìa. Đội mình chỉ kheo kheo chạy. Gì đỡ không dính bóng ấy nhỉ. Có đây bảo, có đây. Rót điểm rơi vào cho Duy kìa. Đá điểm rơi cho anh Tú ạ.
băng chân cho anh Cường, băng chân của đấy. Còn đấy, tì vào áo sát ạ. Mình thua 2-0 rồi. Tầm đấy còn bảo đang Hải Dương thì tốt đấy, đi được sút. Chạy làm gì nữa, tí vào sân chạy, tí nữa chạy. Đó đáp duy duy duy. Ôi mọi người. Hòa một đều. Đừng để nó đập tường thế. Chồng vội thế. Thường bên mình hàng tốt đấy.
thích cầu. Đứa nào ngồi một chỗ mới là có vấn đề. Kê chân rồi quá. Cặp cho chân người hiểu. Lên ngang người ra thế mất lửa người. Đi vào gớt đi Duy. Cao. Đánh rồi. Sút. Xoay người bắn đi. Đôi rồi. Đá đi. Góc rồi, góc rồi. Góc rồi, góc rồi. Đá ấy thôi, đá căng ngang thôi. Lùi về, lùi về. Quay mặt lại nào. Bình tĩnh, đứng lên đấy. Bắt rơi đầu gối lên, nhiều quả ôm bóng thì nó vào nguy hiểm. Mình lại chấn thương. Đá phí bóng quá. Chắc bây giờ cái chân đang bình thường mà, không phải vội đâu. Bảo đi ơi. Bắn một một đây. Tú hay chuyền khó lắm. Chuyền đơn giản thôi. Vào đè thủ môn đấy. Duy ạ. Duy ơi. Xong quả đấy vào em đè thủ môn đấy. Không em đè thủ môn thôi. Cắm sâu vào. Cắm sâu xuống. Em đứng em che thủ môn rồi thôi. Anh Cường đẩy vào đấy. Không có ném, cứ đá.
Giờ ném luôn dưới. Đá mạnh lên. Anh ấy trưởng giờ xin bóng. Tốt lắm. Hay quá, hay quá. Đây này, anh Cường lên đây. Đấy, anh Cường lên, thoáng ngay, bình tĩnh thôi. Thôi đừng rồi. Không sao mà, cứ thế thôi, đá lên. Đấy, dốc không dưới này, mặt căng ngang. Đẹp ấy, của anh Trần được. Đá chuẩn rồi nhá, đừng để phí bóng. Căng ngang ấy. Chuẩn đấy mà vào đẹp ấy. Cánh ơi, cánh ơi. Cánh này bảo ơi. Anh Tú ốp sát vào. Để nó có ấy nó sút đấy. Mình đã sâu mà nhìn chưa? Nghỉ hết mà, nghỉ hết cùng rồi.